so với đầu năm ngoái, lãi suất huy động tiền đồng đã giảm đi quá một nửa, chỉ còn từ 5 đến 7,5% trên một năm cho kỳ hạn dưới 12 tháng và khoảng 8 đến 10% trên một năm cho kỳ hạn trên 12 tháng. Đây là mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Nhưng trao đổi với phóng viên Nhịp cầu Giao thương, nhiều doanh nghiệp cho biết lãi suất họ phải trả khi vay vốn gần như chưa có sự dịch chuyển nhiều mà vẫn còn khoảng cách chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra rất lớn. Đúng là thực tế thì vừa rồi thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì chúng ta thấy là cái tăng trưởng về cái huy động cái vốn cái tăng trưởng về huy động vốn ấy, nó cao hơn rất nhiều so với lại cái tăng trưởng về tín dụng. Doanh nghiệp này đang lên kế hoạch tài chính cho các quý và cả năm sau để triển khai các dự án bất động sản và cung cấp dịch vụ nên có nhu cầu vay một lượng vốn rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán với một số ngân hàng, được các ngân hàng này tư vấn cho vay với mức lãi suất từ 14 đến 16% trên một năm và thời hạn vay tối thiểu là 5 năm. Sau khi cân nhắc kỹ, doanh nghiệp này cho rằng mức lãi suất mà các ngân hàng đưa ra vẫn còn khá cao trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn và nhu cầu vay dài hạn ngân hàng chưa đáp ứng được. Vì các lý do trên mà hai bên doanh nghiệp và ngân hàng vẫn chưa thể đặt bút ký. Tôi cũng đã có một số những cái tiếp cận với những cái đơn vị ngân hàng, những tổ chức tài chính để hoạch định cho cái thời gian sắp tới. Thì thông tin chúng tôi nhận được là mức lãi suất hiện nay nó vẫn đang ở tầm là 14 đến 15%. Đấy. Cái việc tiếp cận vốn trong thời điểm hiện nay tôi cho là rất là dễ, bởi vì lãi suất cũng có giảm so với lúc trước. Ngân hàng cái nhu cầu giải ngân lớn hơn. Tuy nhiên về mặt lãi suất thì tôi nghĩ rằng với mức lãi suất là 14, 15, 16% một năm như vậy, trong cái bối cảnh tình hình kinh tế như thế này tôi cho nó là cao. Nhất là khi cái nguồn vốn nó nằm ở trung hạn. Đấy. Phần lớn là nó bao nhiêu, ví dụ như 36 tháng, 3 năm, 4 năm, 5 năm và rất ít khi tiếp cận được những nguồn vốn dài hạn hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia, tín dụng tăng chậm do lãi suất cho vay cao chỉ là một yếu tố nhỏ mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc trước kia các ngân hàng cơ cấu nguồn vốn chủ yếu ngắn hạn, lãi suất cao, tỷ lệ vốn dài hạn thấp. Vì thế, động thái hạ lãi suất cộng với xu hướng chuyển dịch tiền gửi ngắn hạn sang các kỳ hạn dài được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng và doanh nghiệp gặp được nhau. Nó sẽ có một cái vấn đề là ngân hàng huy động vốn vào nhưng mà vốn nằm trong ngân hàng mà lại cho vay ít. Thì loại bỏ những cái nguyên nhân, loại bỏ những cái yếu tố là vì cái lý do thanh khoản ở ngân hàng hay vì lý do khác. Nếu mà chỉ lý do thuần túy là kinh doanh tiền tệ thôi thì rõ ràng là các ngân hàng hiện nay là đang dư tiền vì anh huy động được mà anh không cho vay được. Và một trong những lý do mà ngân hàng không cho vay được đó là cái cơ cấu cái luồng vốn huy động, tức là giữa vốn ngắn hạn với vốn trung hạn và dài hạn ấy, nó chưa hợp lý. Đấy, cho nên là các ngân hàng huy động vốn ngắn hạn nhiều nhưng trong khi đó thì cho vay thì muốn cho vay phục vụ cho sản xuất các cái dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì lại phải đầu tư trong trung hạn và dài hạn. Đấy, cho nên là cái việc mà giảm cái lãi suất ngắn hạn nhiều hơn là trung hạn và dài hạn thì cũng nhằm một cái mục đích là để giải quyết cái đầu ra cho ngân hàng. Trước thực tế trên, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định tình trạng thiếu vốn và lãi suất cao khiến chi phí vốn cao cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó bán hàng. Vì vậy, trong thời gian tới, việc hạ lãi suất khả năng tiếp cận của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của cả hai phía với việc tìm ra giải pháp nhằm tìm ra được tiếng nói chung.